Rồi con xin chào các bác yêu chị Đà trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có mớ đồ nghe, con đưa các bác tham khảo, bác nào thấy ưng được alo con nha. Đầu vô giới thiệu cho các bác cặp bánh xăm 8 nha. Cặp bánh này cặp bánh xăm 8 Agaya da băng nha các bác. Sexy nha. Đó, cái cặp bánh này thì bản xíu à, xăm 8 bản nhỏ nha. Nhưng mà nó bị nè, bị chạy nè ha, bị chạy hai bên mép chỗ thắng. Nó bị chạy nè, đen đen nè. Một hai chỗ nhỏ nhỏ này nha các bác. Con chỉ cho cái một nè, nó bị chạy kiểu gì nữa, nó không ảnh hưởng gì cho dưới, nó chạy cái nếp xi ngoài xíu thôi. Con đùm này đùm Shimano bông nha, da băng ha, khá là đẹp nè. Nó xài ngon lành, cầm này cầm chị nha. Trên này nó có cái clip luôn nha, cái clip 7 luôn nha, với cái một cái miếng trắng clip dài bằng sắt luôn, xài ngon lành nha. Nó găng rất là dày nha. Đó. Bên đây thì nó không có chạy nè. Đây vỏ buộc thì ngon lành nè. Đây là bánh xào nha. Giờ bánh trước. Bánh trước thì vỏ buộc này nó hư rồi nha. Bánh trước này nè. Cũng là đầm Shimano bông da băng luôn nha các bác. Nó sexy luôn, cũng khá là đẹp nè. Cầm cũng cầm chì luôn. Nhiên này nó chạy chỗ này nghe không, nó chạy chỗ này đó, nó chạy xíu thôi đó. Mấy bên này thì nó đây thì nó chạy nè. Không biết sao nó chạy chỗ này, con cũng không biết đúng cái ra thắng thì nó chạy, nó chạy nhiều với sao nó chạy lấm đốm, chạy chỗ này không biết nữa. Rồi cái đùm trước của cái bánh trước này thì cái vỏ của nó thì nó hư rồi nè, cái vỏ nó hư rồi. Vỏ nhập nhưng mà nó hư ha, con thấy nè. Nó hư rồi. Nó xài ngon lạnh nha, bản nhỏ xíu nha, cái liền xa trước cũng ăn Agaya da băng nha. Bản nhỏ xíu xong tám nhỏ đẹp. Nhưng cái nó chạy gì đó. Gọi thành lý luôn. Rồi bác về mới bác dọn mấy chiếc xe cổ cổ bác chơi. Rồi có thanh lý là 900k bao ship nha. 900k bao chiếc cặp bánh xăm 8 bản nhỏ này nha. Bản bự thì nhóc nha các bác, còn bản nhỏ thì nha, hiếm lắm nha. Rồi, bác nào thấy ưng được alo luôn nha. Giờ có cái đề xăng tua ha. Đề xăng tua này thì mắc chữ chân nha các bác. Cái này bằng nhôm nè. Đó. Rồi cái bánh xe thì cũng còn zin nè. Máy in da băng nha. Rồi đây xăng tua cổ này con giao lưu với giá là 300k bao ship nha. Đó, 300k bao ship cho cái đề này bác ngon ngon lột. Rồi con có cái đề Suga nè. Đề Suga đề 7 nha. Máy in da băng luôn nha. Nói chung là cũng còn được. Cái này mình sạc chữ nhớ rõ nè. Bánh xe đâu yên cho nhiều. Đây nó hơi cao. Rồi cái đèn này con giao lưu giá là 400k bao ship luôn. Đó, 400k bao ship cho cái đèn này luôn. Cái nào thì alo luôn nha. Đó. Rồi nó có một giờ nghĩa luôn nè. Bằng sắt nha. 170. Này bỏ giờ có chiếc xe Trung Quốc. Đó. Căng cỏ là rất là dày ha. Bánh sắt. 170. Nắp nít tôi cũng bằng zin thế nè. Cái màu đẹp này mấy bác kia mới lắp cái xe nít được thì xe người lớn cũng được luôn. Con gái. Thì nó không có giá trị sưu tầm gì chứ, nó chỉ xài xong rồi bỏ luôn. Rồi con giao lưu là 200k bao ship luôn. Nó bán được hết alo còn nha. Rồi cái yên của nó. Cái yên này yên đài lon nha các bác. Đó, yên da yên, con cái nó yên nó hơi chân răng nè. Đó, nó nhưng mà nó có gách nè, nó chỉ có lặn gì đó. Rồi con giao lưu 130 luôn. Đó, 130 bao ship cho cái yên này luôn. Đó,
nào đó chị alo con nha. Dạ con có bùm thào nè, 40 cm nha, nước xì rồi đẹp như mơ luôn nha các bác. Nó có chỗ này thì hơi chóc ra, chóc nước xì tí xíu rồi có lòi thào ra thôi, còn mấy chỗ khác đẹp nhìn như muốn chắc kìa, nhìn thì chắc là thao nha, thao xì dài 40 cm, có hơi mà hơi nhẹ nhẹ thôi nha. Đó rồi con giao lưu cái này là 450g ship nha. Đó bác nào thấy alo con. Vậy lắp xe sắt hay xe thao thì là hết bài luôn. Này lắp xe thao rồi hết bài luôn, chứ mà xe sắt thì lắp cũng được. Nhưng mà này xe thao thì hay hơn. Rồi con có bộ đầu nè. Bộ đầu dây ghim với nha, bắt nút ghim luôn nha. Tập tay thắng đi ra cơm mà thấy đẹp như mơ luôn. Đó. Nút ghim. Đó, dây ghim, ố quên nút ghim với dây thì về mình thay thôi chứ nhầm khi ấy dây thì mình xài không tới. Rồi ha. Con tăng cũng khá là đẹp nha. Con tăng nitô ra bông lúa nè. Rồi. Bộ này khá xuất sắc. Còn cái này con có bán nè, này nó có dính như này con để theo cho mấy bác nó xài, xài gì xài con không biết, con bỏ. Con bán rồi bán cái thắng với cái đi đồng thôi nè. Nó còn cái này là con có bán nè. Mà nó dính con để vậy thôi. Rồi cái này con giao lưu giá là 800k bao ship, đẹp như mơ luôn. Bộ đồ khá đẹp. Rồi con có hai cái sườn luôn nha các bác, một cái 70cm, cái 68. Nó nhỏ như một cái tiền nợ luôn của sườn đó. Cái sườn 70cm sang ngàm thắng gút nha, con để nguyên ngàm thắng cho nó luôn cho mấy bác kia mấy bác tận dụng nha, còn 68 thắng rồi. Rồi. Con này thắng gút nha, thắng Shimano ghim ha. Đó, 4 cục gom này ghim dày khỏm luôn ha. Đưa tôm ghim luôn. Nó màu bạc bạc. Không có chạy nhiều nha. Đó, sơn ghim nhưng có chạy nhiều nha các bác. Mấy bác chị muốn sơn lại sơn cũng không làm, cũng để gì chạy cũng được. Đó. Rồi có yên mà không có dính luôn nha. Rồi cái này nó mắc con ốc. Cái gì ngồi con lục con ốc ngực cho mấy bác này, mấy bác có mua được lục con ốc gắn cho mấy bác đầy đủ. Đây cái này tháng sau của nó nè. Đó, mắc rồi ha. Về xài đi các bác, tháng này xài ngon lành nha. Ghim hết nha. Đó. Cái sườn này đây nước sơn nó không được đẹp. Cái nó đẹp là nó ấy. Nước sơn này được mình về mình để gì mình chơi cũng được, mình sơn thì cũng được, tùy theo ý mình thôi. Cái này xài khẩu luôn nha các bác. Rồi giao lưu cái sườn này với giá là 1.400.000 bao ship nha. Đó, 1.400.000 bao ship cho sườn này là 700c nha các bác. Đó, nhận được alo còn. Đó, sườn này cũng khá được. Này quên nó cao 53 ngang 53 nha các bác. Nó cao 53 ngang 53 rồi. Bác nào phù hợp alo con. Rồi cái sườn này cái sườn 2 lin luôn nha các bác. Sườn này sườn 68 nha. Nó con thì màu nâu lông chuột, nước sơn nó cũng khá đẹp nè. Đây. Cái này nó xài sườn cổ, nó xài có viên này nha các bác. Con này cũng cao 53 ngang 53 luôn nha. Con này cái giò giữa nó này nó hơi hư đạn, nó hơi lắc nè. Bây giờ mình thay đạn mới được. Rồi. Ừ, nói chung cái sườn này đuôi đẹp. 28 nha, sườn cổ. Cái này mà mắc mặt đệ móc luôn nè, không có đồ, không có bắt cái giống như cái kia. Kia nó có thọc bắt đệ, thằng này nó móc.
Rồi số thì ông này nha. Đó. Rồi, không giao luôn cái sườn này với giá là 1.200k bao ship nha. Đó, bác nào thấy người alo con. Còn hôm nay con có mới gì đó, bác nào thấy được cái nào thì alo con nói ha. Xin chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.